Trong căn nhà. Hôm nay mình lại phân tích về Bitcoin. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể mua Bitcoin vào hoặc là trữ trong Polo của chúng ta. Khi trữ trong Polo rồi thì chúng ta có thể hóa giải sang các cặp coin khác để chúng ta có thể kiếm tiền khi mà thị trường ok. Thứ nhất là các sóng của Bitcoin thì bao giờ cũng chịu ảnh hưởng của thị trường châu Á sáng ngày hôm nay như là các sáng khác. Về thị trường Trung Quốc và thị trường Nhật Bản đang đánh xuống mỗi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì được xuống bắt đầu cảm thấy là giảm đi, các cây nến xanh hồi lại bắt đầu nhiều. Chúng ta sẽ xem trong phiên Mỹ ngày hôm qua, do tình hình của tin tức của Mỹ, giá thị trường Mỹ USD tăng điểm, do vậy là gì ạ? Giá Bitcoin là giảm điểm. Bitcoin giảm nhẹ so với cái mức đầu sáng. Chính vì thế nên là hiện tại toàn bộ tất cả những cái thông tin về Bitcoin đã giảm cho cái vùng lúc này. Chúng ta sẽ thấy được các cái tin tức về Bitcoin hôm nay. Thứ nhất là về phương diện phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy được Bitcoin sẽ hồi lên mức giá của Ichimoku rồi xuống tiếp cho cái thị trường ngày hôm nay. Trong cái bài muốn đánh vàng hay đánh theo tôi, tức là đánh theo Mỹ đấy, đánh theo phiên Mỹ, thì chúng ta đón chờ cái thông tin của Bitcoin trong ngày hôm nay, dự kiến mức điều chỉnh lên của sáng ngay khi thị trường châu Á và thị trường Nhật Bản cũng như là Trung Quốc sẽ đánh lên vùng 2521 rồi xuống tiếp. Mức chinh phục mức đáy của chúng ta đón chờ. Thứ nhất là phải chinh phục tiếp 2535. Thứ ba nữa là chúng ta chờ cái khung 2277 để chúng ta có thể thấy được cách mà chúng ta phân tích. Điều đầu tiên là lúc này Ichimoku rất mỏng. Chúng ta sẽ thấy là biến động bão giá rất là mạnh. ADX ở vùng 48, RSI vùng 28 đang cho cái quy trình của chúng ta là đánh xuống. Và khi đánh xuống rồi, lập tức là gì ạ? Chúng ta thấy được các cái yếu tố về bán tháo của thị trường là chu kỳ giảm bắt đầu hình thành. Chúng ta xem ở H4. Điều đầu tiên, chúng ta sẽ chịu sức ép nếu trong trường hợp Bitcoin vượt qua cái mức 2354 mà xuống sâu thì trong 4 giờ nữa thì nó có thể xuống tiếp. Chúng ta đón chờ các cái mức cản tiếp theo. Và lúc này tại kênh H4 chúng ta cũng kỳ vọng Bitcoin sẽ giảm điểm. Nếu trong trường hợp mà thị trường Trung Quốc sáng nay không bắt đáy thì chúng ta sẽ cho một cái kênh Bitcoin xuống nối dài. Trường hợp thứ hai, chúng ta sẽ thấy được nếu trong trường hợp mà Bitcoin điều chỉnh lên vùng này 2473 thì lập tức cho một cái kênh xuống tiếp theo. Và vậy thì đón chờ cái thông tin của buổi sáng ngày hôm nay với thông tin Bitcoin giảm điểm và chúng ta chờ điểm hồi của Bitcoin. Tuy nhiên, đối với việc trữ của Bitcoin lúc này thì đây là một cái tín hiệu tốt cho cái việc mua. Chúng ta có thể mua Bitcoin lúc này, sau đó chúng ta bình quân giá nếu trong trường hợp mà giá xuống tiếp để chúng ta có thể mua được rất nhiều mức giá thấp của Bitcoin. Thị trường Trung Quốc cũng như thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc
Thông thường buổi sáng sẽ có rất nhiều lực mua vào, chúng ta sẽ để ý cây nến xanh cuối cùng lúc khung giờ là 6:41, lúc này thì là sẽ có một cái lực mua lên. Sau đó chờ tiếp tục thị trường thì chúng ta sẽ thấy là cái lực mua sẽ tăng điểm khi mà giá đạt được cái mức kỳ vọng, sau đó lại bán tháo tiếp ra của cái sự chốt lời lúc này. Nếu trong trường hợp các bạn quan tâm đến cái việc chơi coin thì chúng ta có thể mua Bitcoin lúc này để chúng ta quy đổi ra các cái loại coin khác có cái tỷ lệ hấp dẫn hơn. Nhưng mà việc chữ coin, chữ Bitcoin lúc này cũng là một cái yếu tố mà có thể coi như là tiết kiệm coin. Hôm qua thì chúng ta có rất nhiều tin về Bitcoin sẽ tăng lên rất là cao, 250.000 đô, khi mà đạt được các cái mức của năm 2020. Tức là vậy thì chúng ta thấy được cái tỷ lệ là 21 triệu Bitcoin đã khai thác được khoảng 16 triệu, 17 triệu, thì còn khoảng độ 5 triệu nữa thôi. Do vậy là sự khan hiếm của Bitcoin rất là nhiều. Do vậy năm 2020 là một trong những cái mốc mà Bitcoin có thể tăng giá. Trong lúc này đây thì chúng ta xem xét để chúng ta thấy được Bitcoin là một cái giá tốt để chúng ta ôm vào. Đó là cái mà chúng ta phân tích. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn được các cái từ Bitcoin, chúng ta thấy được trong hôm qua Ripple tăng giá, Zec tăng giá, Litecoin tăng giá, SEM tăng giá, đúng không? ARDR, LBC tăng giá. Còn hầu hết tất cả các đỏ điểm, vì sao ạ? Vì tỷ lệ đi theo đàn của các cái bộ coin cũng như là một số các cái coin dẫn đường như là Bitcoin. Từ đó chúng ta có cái cách và chiến lược trú ẩn an toàn trong cái việc mà chúng ta đầu tư. Mọi chi tiết thì liên hệ Zalo 0987732228 và đăng ký theo đầu tư gì.vn hoặc là vốn đầu tư.com. Xin được cảm ơn mọi người.